là chưa đâu, chỗ kia kìa, khi là ăn cơm trưa ở Đài Loan là đi xe là à, bữa trước đói lắm là ghé ăn, ăn xong rồi chạy được hai cây đổ hết cả bụng, là phải từ cuối cùng đi tới Ninja xong rồi phải nghỉ lại uống cà phê một lúc mới chạy về được. Đây giờ bữa nó còn sửa đỡ đây chứ còn không nữa. Nói chung phút này nhiều xe. Ninja đất còn mênh mông lắm này. Cả dọc đường này thì tha hồ mà ở chứ cái gì đâu. Sau này đây là view đẹp nhất này, có cái hồ này. View đẹp nhất luôn. Ai mà làm nhà cao tầng ở đây hả? Làm nhà cao tầng ở đây có cái hồ này nhìn kỳ đẹp luôn. Ở phía trên kia có quán cà phê mà. Trời mát à. Không, xe máy. Chắc nó xả gì mà xả kiểu vậy, xả hết nước luôn ta. Cái này xả cũng xả đủ rồi. Mưa nó
được.